Đạo tràng trên không chung chúng ta đây là cái đạo tràng bình đẳng. Bất cứ người nào chúng ta cũng vào tu bình đẳng hết. Dù là những người có những lúc mà họ không thích những đức, bây giờ họ thích vô tu. Những đức gặp những đức mừng lắm quý vị, rất là thích. Nghĩa là lúc nào cũng hoan nghênh. Ai vô đạo tràng này tu là hoan nghênh hết, thích. Như các cháu nhỏ nít đâu. Mấy đứa nhỏ bằng áo lớp đệ tử quy rồi thấy chưa? Tu giỏi, phát tay lia lịa thấy không? Ở đâu? Bình Định. Chứ nên với cô quản tâm dẫn mấy bà già đồ ngồi niệm Phật đồ thấy hoan hỷ quá. Hay với mấy đứa nít dì bốn đồ ha, nên ngồi niệm Phật đồ này kia đồ ngoan. Không những đức mà vô cái đạo tràng này tu nhìn thấy như nhiều đứa bé nhỏ nha, nhất là bé Linh, bé gái bé Linh nó tí tí, người ta nhỏ xíu với tu nghiêm túc lắm không có giỡn đâu. Thấy tu nít mà biết tu thấy nó, mình thương thì sao đấu nghe. Mình mà ngồi đó chắc mình có quà, cho quà liền luôn, cho bánh con của Trần Lâm đồ, mấy nhỏ bé đồ ngoan đó, tu tập đồ đặc biệt. Nên nhìn từng gia đình, từng gia đình tu, có những gia đình mà 6 7 người giống như gì Minh Trung vậy. Đấy, thấy gia đình Minh Trung mà tu 7 8 người trong gia đình tu chúng, ngày nào cũng tu đều rang, đây là đặc biệt dữ lắm quý vị. Nên cái đạo tràng chúng ta gọi là đạo tràng bình đẳng, nên ai vô tu cũng mình vui, thấy người ta là mình thấy vui lắm. Nên là mở camera ra để mình kết bạn với những bạn sen này. Những bạn sen này tương lai chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, sớt qua nhìn thôi nha. Tại vì nhớ là có duyên với những chúng sanh niệm Phật này về cực lạc rồi đó. Thế là thấy mừng. Nó nhiều cặp vợ chồng ví dụ Lê Văn Tiền gì đó, cái vợ chồng tu rồi thấy thiết kế bàn thờ đó, cái tivi rồi tu. Không, đây là một cái đạo tràng không chung tuyệt vời, hình thành và mở rộng. Hình thành và mở rộng ra phạm vi này ra rất nhiều người tại gia đình tu tập đó. Nên từng gia đình bây giờ nước đọc tên hết cũng không hết nổi, nhiều quá. Nhìn thấy cái tên nào bác tử đọc đại cái tên. Nên có nhiều cô nhắn tin nói rằng con ngay trước mặt luôn mà chớ hề thì nói tên tên tới một lần nào. Chưa chưa đủ duyên. Từ từ không, từ từ thôi. Nó như thấy quý vị tu tinh tấn quá nên từ nó đó đọc hoài chứ dưới quen quá. Lựa mấy người nào thích đọc lạ lạ rồi nó đọc lên cái nên là hưng khởi cái đạo tràng này và đem cái mã số room mình chỉ cho người ta, cài giùm cho người ta luôn. Nên những đứa cứ nhắc hoài cái chuyện mà con cái nên đầu tư cho cha mẹ cái tivi, cho cha mẹ tu tại gia đình, cha mẹ già nghe nó. Nên đại sư Liên Trì người nói lo cho cha mẹ cơm ăn áo bặm ở thế gian này đầy đủ, nhưng nó vẫn không thù thắng bằng giới thiệu thế giới cực lạc cho cha mẹ về. Vì cha mẹ về thế giới cực lạc mới hết khổ. Thôi bổn phận làm con chúng ta cũng làm tặng đáy lòng mình. Nếu như cha mẹ mình mà không chịu niệm Phật, mình sẽ cúng dường tiền cho cha mẹ của mình, nhưng mà đổi lại chúng ta đưa cho cha mẹ cái máy bấm số. Hiểu không? Phương tiện quý vị. Mình sẽ cúng dường tiền cho cha mẹ mình nhưng mà mong cho cha mẹ có phước thêm, đưa cho cha mẹ cái máy bấm số. Nó giờ bấm tỷ vậy, 100 câu, 1.000 câu, 5.000 câu gì đó, rồi chiều con cúng dường tiền cho cha mẹ vậy đó mà bấm đó nghe. Giống như cái cô Tịnh Dung Đà Nẵng,
ngày nào cũng tu năm thờ, anh bả giờ an lạc vui vẻ dữ lắm. Nên là mẹ hồi đó tới giờ không chịu niệm Phật, vậy mà vô nhà cô bà cụ nghe như Đức nói chuyện bà thích, xong bây giờ bà tu theo, mà nghe nói là đi khám bệnh đồ buồn lắm mà giờ niệm Phật mặt tươi rói khỏe luôn. Rồi cô nói mẹ mỗi ngày bấm số niệm Phật 5.000 câu cúng dường tiền cho mẹ, nó kết duyên thêm, thấy không? Nghĩa là mình dùng đa dạng phương tiện cái tâm niệm mình á, muốn cho người ta niệm Phật. Vì nhớ nghe, một câu Phật hiệu mà qua tay tới trồng Bồ Đề muôn thở, cái gieo cái chủng tử làm Phật này hay lắm, cực kỳ hay luôn. Nên mấy ngàn ngôi nhà này mà bật niệm Phật xuyên suốt luôn, không đơn giản. Hay lắm. Có khi mà 12 giờ khuya những Đức đi lên trên cái chỗ tu này nè, những Đức nhìn nhiều cô đang lễ Phật. Bữa đó 12 giờ khuya những Đức lên, những Đức thấy cái cô đó có lễ Phật, vừa lễ vừa khóc. Rồi xong bà quỳ lên không biết bà nói gì với Phật mà mình không nghe. Miệng nhép 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 nhép, chắc bà bị chồng quýnh hay sao mà bà chồng quýnh bà hay sao không biết, mà bà lên bà lại Phật mà bà khóc, mà bà thua với Phật, mặt nhép nhép nhép, cái miệng nhép 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 mà chùi nước mắt li liệt. Thấy tội nghiệp ghê. 12 giờ khuya thấy lên tu, có khi 1 giờ khuya Đức lên coi thử, dẫn có người tu luôn. Nó có cái bà đó mà chắc bà muốn giáng sanh dữ lắm hay sao, 1 giờ bà không ngủ, bà ngồi bà gục lên gục xuống không chịu ngủ mà bà ngồi bà gục lên gục xuống mà niệm Phật. Lâu bà ngước đầu lên, A Di Đà Phật, gục một chút xong bà ngước đầu lên, A Di Đà Phật. Nói, ôi sao đi ngủ đại đi chắc. Ngủ đại đi cho nó khỏe đi, mai mình tu thờ cho nó chắc ăn quý vị. Thấy không? Thà giờ 12 giờ khuya tu những đức thờ đi nó chắc thờ. Tự nhiên giờ đó mà ngồi thì ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật. Sáng tôi không nổi nữa. Cái này không phải tinh tấn mà này là tinh tinh. Thấy không? Nó không có tiếng đâu quý vị ơi. Nó nên nó giờ nào mình tu ra tu, còn giờ nào buồn buồn ngủ mà ngồi đó thì thôi mình đi ngủ đại đi chứ mình ngồi đó chi cho nó mệt chứ. Khổ ghê. Nên từ nơi đó mà bữa đó có bà đó ngồi về niệm Phật có ngủ gục. Mà ông chồng đi ngang ông xô cái té lộn mèo, ngồi gì khóc u nhắn tin đó, thợ con ngồi con niệm Phật ngủ gục mà chồng con đạp lộn mèo, nói mày dùng cái thứ gì đâu, mày ngủ mày đi ngủ đi, ai đài sát mày đó, mày ngồi đó mày gục liền gục xuống, thấy không? Bởi vì tới giờ mình tu xong rồi thôi mình ngủ gục buồn ngủ quá rồi đi ngủ đây đi, ngồi chi mà gục liền gục xuống khổ dữ cái chàng, thấy không quý vị? Tu sao mà nhìn mình tỉnh táo phấn chấn rồi lên, ta nhìn mình ta còn thấy ham. Tu mà bây giờ mà mắt thì nhắm miệng thì hả ra không biết chạy tùm lum hỏi tu vậy. Kiểu đó mà kêu nó niệm Phật an lạc. Niệm Phật cái này vậy đó, thấy không an lạc à, thấy thấy ghê quá. Thấy rất là ghê gớm. Nói vì có những khi mà những đức hướng dẫn mà tu mà mắt hiếp hiếp á, niệm lễ Phật mắt hiếp hiếp giống như là đang giống như mình đang cầu Phật tiếp dẫn đồ vậy đó. Nhiều cô bà cũng làm theo mà kiểu mà tóc tai nó dài thòn vậy thỉnh. Cái bà tu mở mắt mấy miếng vậy nè, tu nhìn sao cái khi mình tu mình nhìn bắt giật mình thấy mắc cười quý vị, giống mà say sưa với cô Phật hiệu. Nên vô cái đạo tràng không chung này ai mà vô một cái là ghiền, nó an lạc thôi chàng ô nó an lạc, đừng có nói. Nó an lạc mà bữa nào mà không vô chịu không nổi, nó ngủ vậy đó. Mà vô cái đạo tràng không chung xuyên tu không, tại vì sao? Vì xuyên dữ lắm mới vô đây tu á. Một mình mà ngồi tu là không đơn giản mà vô đây tu thì cũng không có thị phi được, vì mỗi bà ngồi phương chờ lấy đâu nói chuyện mà thị phi, giỏi lắm chào nhau cười rồi thôi, chào cười vậy thôi. Đó đó là kết bạn bốn phương, thấy không? Mà bạn này là bạn sen niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe. Cái này quan trọng dữ lắm đó. Nên cái đạo tràng này gọi là đạo tràng bình đẳng, khỏe hay là bệnh, hay trẻ hay già, hay si cầu que, ai vô đây tu cũng được hết, nghe không? Nằm ngồi gì không nổi cũng tu được. Tại vì sao? Nằm liệt giường liệt chiếu ghinh cái giường ra. Nằm liệt giường liệt chiếu ghinh cái giường ra luôn, để đó niệm Phật nghe được câu nào nghe.
Thật sự cái đạo tràng này rất bình đẳng. Cái đạo tràng này là mong cho chúng sanh ai cũng được nghe câu Phật hiệu. Người nào mà duyên vậy thì quyết chí về cực lạc luôn. Người nào mà duyên vừa thì về chờ làm tiên nữ. Còn duyên kém thêm chút nữa thì gớt xuống một cấp nữa, xuống làm người. Thấy không? Còn sân si, sân sổ thì luôn xuống luôn, gán chịu. Thấy không? Tùy thế à, tùy quý vị muốn đi đâu quý vị đi đó, tùy quý vị. Mình tu sao mà mình thấy mình chịu thiệt thòi được. Kể vì nghe câu chuyện cái vị này. Hòa Thượng Không này kể. Cái ông này, Hòa Thượng Không nói đồng tu. Ông nằm mộng, ông thấy ông đi đến một cái đảo nọ. Mà xung quanh toàn là biển không. Tự nhiên lạc một cái đảo xung quanh biển không một à. Nó mà ở dưới biển á, mà ông thấy cá sấu, cá mập đồ nó lủm chủm ở dưới á. Nghe là ổng mà gớt xuống cái là cá sấu cá mập nó lủm ông liền. Thì lúc đó tự nhiên sao ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm lấy cái tay là chỉ vậy nè. Chỉ. Ý nó là nhảy xuống đó. Thì trong lòng của ổng nói thôi. Bồ Tát. Không mà nhảy xuống cái cá mập với cá sấu nó dứt con liền. Sao ngày kia con nhảy xuống đó? Xong Bồ Tát Quán Thế Âm hiểu được tâm ý mà. Bồ Tát Thế Âm nghe biết được tâm ý nghĩ gì. Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp tục chỉ. Ý là chỉ theo là nhảy xuống. Trên cái đảo nhỏ này nhảy nó đi. Trong lòng ông nói rằng thôi. Bồ Tát kêu mình nhảy thì mình tin. Mình nhảy đại thôi. Giờ Bồ Tát kêu mình nhảy mà giờ mình không nhảy sao được. Tưởng là Bồ Tát bây giờ thấy mình ở trên đảo, Bồ Tát lấy tay vớt mình lên đúng không? Cái này Bồ Tát chỉ khi mình nhảy xuống đảo á. Mà trong khi cái xấu cái mập đùa. Nó lộn như nhảy rầm rầm đưa miệng lên chụp. Ông nhảy xuống cái là lẫm ông liệt. Mà Bồ Tát chỉ kêu nhảy xuống con, nhảy xuống. Thì ông nói thôi Bồ Tát đã kêu mình nhảy thì mình nhảy, mình tin Bồ Tát. Ông nhảy xuống cái. Quý vị biết rằng ông vừa nhảy xuống cái thì ông thấy ông nằm trên cái tay của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là ông kể câu chuyện này cho Hòa Thượng Không nghe. Hòa Thượng Không thì giảng thì kể rõ ràng. Cái câu chuyện này ý nghĩa rất là hay. Thì nghe tiếp tục nè. Mở mắt ra nghe nè. Nên thì biết rằng ông nhảy xuống cái tin Bồ Tát Quán, ông nhảy xuống biển một cái là ông thấy ông nằm trên cái tay của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì biết rồi quý vị biết rằng là ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ông đi đến một cái nơi mà toàn là cung điện đẹp, vô cùng đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Thì biết đó đâu không? Đâu biết không? Cung điện uy nghe, hàng cây báo thẳng hàng thẳng lối, nhà cửa ngay ngắn đàng hoàng. Ở đâu? Cực lạc. Chàng ơi, nói quý vị biết á, thấy chưa? Cái câu chuyện này ý muốn nói lên rằng á, mình phải tin Phật Bồ Tát. Cả đời mình phải tin Phật Bồ Tát. Nhớ không? Mình niệm Phật, mình tu, mình gặp chướng nạn khổ đau trùng, nhưng mình phải tin Phật Bồ Tát. Hiểu chưa? Phải tin Phật Bồ Tát. Nào, tuy nhìn thì khổ đau trùng vậy đó. Chồng quýnh đồ te tua, chồng chửi đồ dùng những lời thẩm tệ, bạn bè trở mặt gạt gẫm mình, sống trong cuộc đời giống như là bị, giống như là gọi câu gì ta, xấu số, sống thiếu phước, thấy không? Sống giống như là thiệt thòi, trong cuộc đời là kẻ thiệt thòi nhất, mà lại niệm Phật, thấy không? Niệm Phật tin Phật, mà thiệt thòi vô cùng thiệt thòi, nhớ nghe quý vị. Nhưng mà tin Phật Bồ Tát, nhớ nghe, cái này cái câu chuyện rất hay nè. Quý vị hãy tin Phật Bồ Tát đi, quý vị đừng bao giờ than thở rằng Phật Bồ Tát ơi sao Ngài để cho con khổ gì Phật Bồ Tát. Sao con niệm Phật, con tin Ngài, con ăn chay niệm Phật, con tu hành hiền hậu mà sao có chồng con nó quýnh con suốt. Mà người ta cứ gạt gẫm con, người ta trở mặt với con, người ta đối xử tệ bạc với con. Bộ Bồ Tát, Phật Bồ Tát không thương con sao? Vì đừng có nói câu này. Phật Bồ Tát rất thương mình, giống như Phật Bồ Tát chỉ cái ông kia nhảy xuống biển đi, nhảy xuống biển đi. Nếu ổng không nhảy lên thì làm sao ổng lên cái tay của Quan Âm Bồ Tát. Ghê chưa? Nghe không? Nhưng mà ổng tin Quan Âm Bồ Tát. Ổng nói Quan Âm Bồ Tát từ bi, kêu mình nhảy thì mình nhảy, thế coi sao. Ổng nhảy xuống cái, ổng nhảy lên cái tay Bồ Tát Quán Thế Âm, đưa ổng về thế giới cực lạc.
Thấy không? Ý muốn nói rằng sự khổ đau trùng trùng trở ngại trong cuộc đời này, nhưng mà mình vẫn tin Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ bỏ mình đâu quý vị, yên tâm đi nghe. 100% đâu, còn nếu mình đi đấu đá với người ta là mình thất bại rồi. Hiểu không quý vị? Không được đi đấu đá với người ta nghe. Mình đâu có thiệt thòi gì tương lai. Phật A Di Đà sẽ đem một cái đầy sen thiệt là bự. Bự thiệt là bự. Để trước mặt mình nói: những đứa con bước lên. Nó lúc đó trời trong lòng vậy đó, sung sướng. Sung sướng nghe không? Bao nhiêu năm nay chờ đợi, ngày này đã đến rồi. Thôi chào quý vị, tôi đi trước. Leo đến đài sen về cực lạc. Thấy chưa? Thiệt thòi không? Không có thiệt thòi nghe quý vị. Nhớ kỹ, không có thiệt thòi. Ai thích đấu đá kệ người ta, mình cứ lo niệm Phật đi, mình cứ làm tròn trách nhiệm mình, gia đình mình đi quý vị. Không có thiệt thòi đâu quý vị, cứ nắm chắc câu Phật hiệu cho chắc nghe. À, đừng có nói binh ai chứ. Tôi nói tôi từ hôm nay nè cho đến khi tôi chết đi nè, nhớ nghe quý vị, tôi muốn về cực lạc. Tôi không có mong quý vị binh tôi đâu. Quý vị để cho tôi binh binh cũng được nữa, đừng có binh tôi. Vì sao tôi muốn về cực lạc? Tôi không có thiệt thòi. Nghiệp chướng của tôi đã gieo, bây giờ tôi phải trả. Hiểu chưa? Quý vị đừng có chen vào nghiệp chướng của tôi nghe. Nếu thương tôi niệm câu A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là tôi cảm ơn lắm rồi. Thấy không? Nhào vô binh tôi chi, tôi không có quan niệm điều đó. Vì tôi muốn về cực lạc. Vì binh tôi mà cuối cùng tôi xuống tam đồ ác đạo thì cái chuyện này thương hại tôi không có tốt lành gì. Hay để tôi te tôi thả tơi mà tôi có niệm Phật không? Cái người mà nói với mình mạnh mẽ muốn sanh cực lạc nè, họ te tôi thả tơi bây giờ họ còn niệm Phật không? Không. Nó đi tu 5 năm, 5 năm một cái. Đến một cái nơi thứ hai, đến nơi thứ hai mọi người đều nói nó rớt rồi, nó chết rồi, nó làm sao sống nổi, thấy không? Xong tiếp tục 10 năm, hình thành quá trời luôn, 10 năm cái vèo như bánh bèo luôn. Thấy chưa? Bèo nhèo luôn. Đó, quý vị tin Phật không? Tiếp tục niệm Phật nữa. Niệm Phật bây giờ được chút hơi sức, chứ hổm là yếu hơn nha quý vị. À, lúc mà như bánh bèo là hơi hơi hám bị muốn kiệt rồi đó. Duy mà tin Phật, tiếp tục niệm Phật bây giờ có hơn nữa nè. Bây giờ quý vị thấy lúc này đang háo hức lên nè, đúng không quý vị? Lúc này là lên đô chút xíu đúng không? Chứ lúc trước với hổm mà ngồi. Đúng không? Nó phải tin Phật Bồ Tát nha quý vị. Nó cuối cùng Phật Bồ Tát rất là thương mình quý vị ơi. Ông ở nơi đó ông làm nhiều việc mà ông có tu, mà không niệm Phật sao ông giáng sanh gì cực lạc? Thôi ông làm 10 năm rồi, thôi cho ông trách nhiệm khác. Nếu lúc đó mà mình không tin Phật Bồ Tát, mình nói Phật Bồ Tát, các ngài từ bi mà sao các ngài đối xử với con vậy? Con quá nhiệt tình mà sao mà các ngài đối xử với con vậy, thì thua. Nhưng mà mình tin Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát giao cho mình nhiệm vụ khác quý vị ơi. Thôi trong cuộc đời chúng ta mỗi người có nhiệm vụ quý vị à. Ai cũng có cái khó trong cuộc đời này, đã đến cuộc đời là có cái khó à. Thôi tha thứ cho nhau đi quý vị ơi. Đừng có bao giờ vì thương ai mà trách ai, mệt lắm. Không có thiệt thòi đâu quý vị. Như Đức dặn đây bằng cả tấm lòng như Đức đó. Nó nên á, đừng có trách ai chứ. Ai phiên niệm Phật cũng có tâm tốt chứ á. Ví dụ như á, thấy bây giờ trên mạng mà chị Diệu Sưng với nói có mấy câu mà, mà mấy người này người kia nói này nói nọ, trời ơi, chị nói thì Đức nghe đâu có gì đâu mà sai. Chị muốn rủ mình đi đến chùa niệm Phật, mình đến thôi, chắc chị làm gì. Phiên niệm Phật là tốt rồi, không có gì chứ á. Giống như chị Thư hồi đó chị dẫn đoàn lỡ chùa tu, bây giờ chị rủ quý vị đi hộ niệm thì điều đó niệm Phật là tốt rồi, không có gì là xấu chứ. Như Đức thấy không có gì xấu chứ quý vị ơi. Rồi một ngày nào đủ duyên thì đẹp chờ gặp lại thôi, cũng là niệm Phật. Quý vị thích niệm sao quý vị tốt là niệm. Những đức thì đưa lên thờ khóa cho quý vị tu mỗi ngày nó. Còn quý thầy thì đưa lên hộ niệm để cuối đời giáng sanh. Bây giờ nếu mà bỏ cái chuyện công phu này thì nó cũng mắc hết phân nửa, mà bỏ đi hộ niệm thì nó cũng mắc một phía luôn. Nên chúng ta bây giờ dụng công mỗi ngày rồi cuối cùng được hộ niệm, tại sao không đoàn kết lại quý vị? Đoàn kết lại thì nó sức mạnh, nó mạnh quá. Mục tiêu là để đem tịnh độ giới thiệu mà thôi, mình đoàn kết đi. Từ hôm nay mình đoàn kết lại nha.
Chỉ cần khuyên niệm Phật là gom lại hết, gom lại hết, đoàn kết lại để nó trở thành một lực lượng khuyên cùng nhau niệm Phật cùng tu. Vậy thì Phật Bồ Tát vui mừng cỡ nào quý vị, hiểu không? Ví dụ như quý vị đi chùa niệm Phật cũng tốt, quý vị ở nhà niệm Phật cũng tốt, tùy theo cái nhân duyên quý vị thôi, tùy theo thời gian quý vị có làm sao quý vị áp dụng. Những đứa thấy làm sao nó cũng tốt thôi, chứ đừng có bao giờ một hai câu cái lôi ra sát phạt nhau tội nghiệp quý vị. Như những đức đã từng bị chữ này, những đức thấy nó đau lòng xót dạ. Bây giờ từ hôm nay thật sự mình không muốn ai bị người ta nói, người ta chửi chứ nhé. Đừng có nói gì ai, gì tôi, gì thôi. Đừng có câu gì tôi mà để chửi người khác là Nam Mô Di Đà Phật, tôi cầu nguyện mấy người đừng làm điều đó. Nếu ai quý tôi đừng làm điều này, từ hôm nay cho tới ngày tôi chết đừng làm điều này với tôi, để cho tôi về cực lạc cho nó nhẹ nhàng chút quý vị. Ô là quý vị, cái nghiệp chướng tôi nó nặng nề lắm, tôi không về cực lạc tôi không bay được, mà nó rớt xuống là chết. Nên quý vị giúp cho tôi để tôi nhẹ nhàng như khói hương như nó bay lên vậy. Không, quý vị muốn cho tôi như tàn nhang để rớt xuống sao? Vì thương tôi mà để cho tôi rớt xuống dưới hả? Nó xử tệ bạc quá vậy. Hiểu không? Nó thôi quý vị quan hỷ hết, không có buồn trách ai chứ. Từ hôm nay tôi quyết tâm về cực lạc, không buồn trách ai nữa hết quý vị. Chúng ta là bạn gặp nhau trong cuộc đời này niệm Phật. Dù nó đi niệm ở đâu cũng là bạn đi quý vị ơi, chỉ cần niệm Phật là bạn rồi. Bạn không niệm Phật cũng là bạn luôn. Rồi một ngày là bạn thích vô đây niệm Phật thì vô. Chúng ta là bạn nghe quý vị. Hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật.